Bon Bon TV. Đẹp quá, mình phải đem khoe với đám bạn mới được. Ôi không, trả lại dây chuyền cho tôi. Trả đây. Ôi da. Dây chuyền của cô đây. Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa nghĩ vậy chứ? Đây, cô gì ơi, đồ của cô. Cảm ơn anh. Đây là việc tôi nên làm mà. Trời ơi, đúng vô mình rồi. Cho tôi xin tiền công để lấy lại sợi dây chuyền. Hả? Này anh, làm mình có tổn. Hóa ra công việc thám tử thật là tuyệt. Thám tử? Anh ơi, anh có thể giúp em trở thành một thám tử trường gian diệt ác được không ạ? Ấy, không được. Công việc này không dành cho con gái. Anh ơi, anh giúp em đi mà. Em chỉ cho anh thấy con gái cũng có thể làm được thám tử. Nope. Hãy thu nhận em làm đồ đệ anh nhé. Năn nỉ anh đây. Thôi, được rồi. Tại cô muốn đi nha. Cảm ơn anh. Một lúc sau, cô gái được đưa tới một căn nhà. Trước mắt cô là khung cảnh vô cùng bừa bộn. Thế này là thế nào? Muốn trở thành một thám tử tốt thì phải bắt đầu làm từ công việc nhỏ nhất. Em hiểu rồi. Cố lên. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã được cô gái dọn dẹp lại sạch sẽ. Tốt lắm. Ôi trời. Ơ kìa. Sao vậy? À không, chị thấy em tìm được cô bé giúp việc ok không? Được, chị tính thế nào? Cậu yên tâm đi. Phần của cậu, tôi chuẩn bị đây rồi. Wow, hậu hĩnh thật đấy. Lần sau chị mà cần thám tử, à nhầm, cần giúp việc, nhớ alo em nhé. Em chào chị, làm việc chăm chỉ nhé. Chị ra ngoài có chút việc, em nhớ để ý điện thoại của ông chủ đấy. Vâng ạ. La 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 la. Mệt thật đấy. Đang yên đang lành lại mất điện. Chắc chắn ở đây có điều bất ổn. Trộm. Mình đứng làm gì đây? Nhỡ đâu đó là một kẻ manh động. Giờ sao? Đau đầu quá. Sao hôm nay mình đen đổi thế nhờ? Có người. Là ai? Sao cứ cảm giác có người đang nhìn vậy? Không biết người đàn ông vừa nãy là ai mà lại vào phòng của ông chủ nhỉ? Biết rõ phòng ông chủ mà có thể vào được phòng ông chủ thì chỉ có thể là trộm. Đâu rồi nhỉ? Quạt gì xem sao. Rốt cuộc là để đâu chứ? Sao không thấy nhỉ? Bình tĩnh đã. Người kia chắc chắn là trộm rồi. Mình phải báo ngay cho ông chủ thôi. Số không chủ à, đi rồi. Ai gọi thế nhỉ? Alo. Ông chủ, nhà mình có trộm. Sao? Trộm á? Nếu cô bắt được hắn tôi sẽ trọng thưởng. Trọng thưởng? Yeah, tuân lệnh ông chủ. Tên trộm kia đâu rồi? Mình làm được mà. Anh trộm này, anh trộm này, anh trộm này. Trộm đi chưa? Làm sao được cái giỡn thôi trộm cắp nữa nhá.
xử lý xong tên trộm rồi. Ông chủ gọi. Alo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Ông chủ, tỉnh lại đi ông chủ. Ông chủ. Lục. Ông chủ ơi, tỉnh lại đi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ta cũng không biết nữa. Ta đang đi tìm thuốc. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. À, ông chủ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi muốn hỏi cô là ai? Ôi xong, mình nhầm rồi. Cô kia. Tôi xin lỗi. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý chúng ta muốn. Đôi khi vẫn có sai lầm và thất bại. Thay vì đánh mất lòng tin, bạn hãy dùng chúng như những bài học quý báu và đặt ra mục tiêu không phải là tránh sai lầm mà là biết cách xử lý chúng một cách tích cực hơn. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn và các diễn viên khác. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để mình đi kiếm ăn mà. Mình mong tận quá. Không, con không đi đâu. Con không muốn gặp bác sĩ đâu. Con không đi thì làm sao mà khỏi bệnh được. Không. Con gái, con thấy trong người thế nào? Con gái, nghe bố gọi không? Con gái. Hả? Chán còn nóng hơn rồi. Bố đưa con đến bệnh viện nha. Không, con không đi đâu. Con sợ bác sĩ lắm. Con không muốn đi đâu. Bố biết rồi, con nín đi. Cơ hội kiếm tiền đây rồi. Mình không thể bỏ qua con cừu béo bở này được. Quá hoàn hảo. Đi thôi. Hả? Bị đâu ra vậy? À! Tỉnh ra, không có giờ đâu. Không có giờ nữa. Đi ra. Muốn chiến cái gì? Nhà quá. Nghe đây đồ xấu xí. Nó dội bỏ đi rồi. Mình thật là thông minh. Nếu cháu không muốn đến bệnh viện thì hãy mua thần dược của ta đi. Thần dược? Khoan, cậu là ai? Làm sao chúng tôi tin được cậu? Vậy thì để tôi chứng minh. Hãy nhìn đây. Wow, bố ơi tuyệt quá. Bố mua đi bố. Được rồi, tôi mua loại này. Bye bye. Vậy là chiêu trò của tên lừa đảo đã thành công lừa được bố con búp bê rồi. Mọi chuyện thật suôn sẻ. Mình sẽ làm một vụ lớn rồi cao chạy xa bay, tha hồ mà hưởng thụ. Eo, mùi gì hôi thế nhờ. Đi rồi. Đây, mời anh em. Bán cho tôi chỗ chay này. Tiền đây, cảm ơn anh. Thôi, về đi. Úi giời ạ, ốc hồ quá. Nhưng mà không sao, rửa vài lượt sạch như mới ngay. Tên lừa đảo bắt đầu tưởng tượng cuộc sống giàu sang của mình sau khi trót lọt phi vụ này. Này, đừng có làm phiền tôi. Cái gì? Dám đậm nước vào ông à? Tên kia, đứng lại cho ông. Tôi mới vừa có tí nước, anh làm gì mà căng thế? Nước nhà ông không phải của chùa nha. Đứng lại mau. Đứng lại. Đứng lại. Ôi. Hả? Đứng im. Tại sao lại chạy hả? Có người xấu đuổi theo tôi. Giúp tôi với. Lần này tên lừa đảo còn lừa cả cảnh sát nữa. Sao hai người lại bắt tôi? Có người khai báo anh đuổi theo họ với mục đích xấu. Hả? Chính hắn mới là kẻ xấu. Ôi, lộ rồi. Chồn tôi. Hắn trộm nước nhà tôi. Xin lỗi anh. Suối quẩy thật. Alo, tôi nghe. Được, tôi đến ngay. Con gái, có chuyện gì vậy? Giúp con tôi với. Bố của búp bê bắt đầu thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Theo những gì anh mô tả thì rất giống một người.
tên vừa nãy. Đúng là hắn, nhưng giờ phải đưa cô bé này đến bệnh viện đã. Thuốc trị bách bệnh đây, chỉ $5 một chai, mãi vô mãi vô. Thần dược đây, vết thương nào cũng trị được, không khỏi không lấy tiền, mua đi mua đi. Tôi sẽ chứng minh ngay tại đây. Nhìn nha. Wow, cho tôi một chai, cho tôi một chai. Đây, cảm ơn, lần sau lại ghé tiếp nha, bye bye. Anh đã bị bắt. Cảnh sát. Mọi người nhớ lần sau sử dụng thuốc phải tìm hiểu kỹ càng nhé. Vâng ạ. Tôi nhớ rồi. Cuộc đời là một chuyến đi dài, và trên hầu hết các cuộc hành trình đều sẽ có những cạm bẫy, thử thách, những khó khăn mà chúng ta không lường trước được. Vì vậy, hãy trang bị cho mình một bộ lọc thông tin tốt, hãy tỉnh táo trước các chiêu trò, đừng để đến lúc tiền mất tật mang. Wow, thật tuyệt. Chiêu ai ui à. Ôi trời ơi. Hả? Chồng, anh có sao không? À. Wow. Ước gì gia đình mình là gia đình người nhện nhỉ? Lúc này biểu tượng người nhện xuất hiện, sau đó mọi thứ trong căn nhà biến đổi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Khắp nơi đều có hình ảnh người nhện. Wow, thích quá, thích quá. Hả? Chiu, chiu. Bố, mẹ, tuyệt quá. Bon bon. Vậy là cả nhà mình đều trở thành người nhện rồi. Yeah. Bỗng đồng hồ trên tay bố phát ra tiếng cảnh báo. Màn hình xuất hiện hình ảnh một người dân đang bị cướp trên đường. Chúng ta phải mau chóng đi bắt kẻ xấu thôi. Vâng. Bố, mẹ, chờ con. Đi thôi. Lê lê, tên cướp kia, trả lại túi cho tôi. Trả lại đây. Đứng lại, đứng lại. Dạ. À. Hey, bố mẹ đâu rồi? Ngươi đã bị bắt. Bố mẹ, con đến rồi đây. Con trai đấy à? Thả ta ra, thả ta ra. Đau quá. Con làm tốt lắm. Kết thúc thôi. Dạ. Dạ. Thả ta ra. Hoan hô, ngươi đừng hòng trốn thoát. Bon bon. Bon bon. Bon bon. Đứng dậy nào. Túi của mình đây rồi. May quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không có gì. Tạm biệt. Yeah. Có nhiệm vụ rồi. Chúng ta đi thôi. Bố, mẹ, chờ con với. Từ khi có sức mạnh của người nhện, gia đình Bon Bon đi khắp nơi giúp đỡ mọi người. Bố mẹ ơi, bao giờ mới hết nhiệm vụ vậy ạ? À? Đây là công việc của siêu anh hùng mà con. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đĩa bay đang từ từ bay xuống. Hả? Phù thủy kia. Ta sẽ hủy diệt trái đất. Hả? Do. Chạy mau. Hả? Chạy. Chúng ta phải bảo vệ trái đất. Vâng. Bố mẹ, chờ con. Ngươi đừng hòng làm việc xấu nữa.
Hả? Quyền trưởng của ta! Các ngươi lại! Mặt sự tức giận của tên phù thủy, bố mẹ Bon Bon bắt đầu bao vây lấy hắn. Ngươi không còn đường lui đâu, đầu hàng đi! Các ngươi dám ngăn cản ta! Bắt lấy hắn! Thả ta ra! Thả ta ra! Giữ chắc vào, không được để hắn thoát. À! Bầu trời bắt đầu trở nên dị thường. Sau đó tên phù thủy thoát khỏi sự khống chế của gia đình Bon Bon. Quyền lương, mau trở về. Các ngươi còn non lắm. Ôi không. Vĩnh biệt người nhện. Bon Bon! Bon Bon! À! Bố! Mẹ! Tên phù thủy xấu xa kia! À! Quyền trưởng! Buông ta ra! Để em giúp anh. Buông ta ra. Bon Bon, làm đi. Do dự một lúc, Bon Bon đứng dậy triệu hồi sức mạnh của cây quyền trượng rồi hướng về phía tên phù thủy. Cuối cùng hắn cũng bị tiêu diệt. Do ảnh hưởng của luồng sức mạnh to lớn, bố mẹ Bon Bon từ từ ngã xuống. Bố, mẹ. Mẹ, bố. Bon Bon, bố mẹ tỉnh lại đi. Không, không, không. Chuyện gì vậy? Bố mẹ, hai người đều ở đây, tốt quá rồi. Bố mẹ không được rời xa con đấy. Đôi lúc ta chợt nhận ra, trưởng thành là khi ta nhận ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người không phải là khi ta đứng trên bục vinh quang hay khi tiền tài đầy đủ, mà đơn giản là khoảnh khắc được ở bên cạnh những người thân yêu của mình. La 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 la. Búp bê đang trên đường đi học về, vô tình nhìn thấy trò chơi Squid Game thì vô cùng hào hứng. Wow, nhiều phần quà hấp dẫn quá, mình phải tham gia ngay mới được. Em muốn đăng ký. Được. Mời bạn điền thông tin vào đây. Vừa nhận lấy thẻ game, búp bê liền bị Bunny xô ngã. Hả? Bọn em cũng đăng ký nữa. Thẻ game của các bạn. Yeah. Nghèo còn bày đặt ham hố đi chơi nữa. Hả? Có vẻ như cả ba đang rất hào hứng và sẵn sàng chơi trò chơi này rồi. Chào mừng các bạn đến với trò chơi hôm nay. TV Man. Xin giới thiệu, tôi chính là quán trò. Wow. Bắt đầu. Đèn xanh. Tiến lên nào. Cả ba người chơi sử dụng những cách riêng của mình để tiến về phía trước. Những bước đi của họ vô cùng thận trọng để đề phòng TV Man phát giác. Đèn đó. Để xem nào. TV Man quét nhìn một lượt ba người nhưng chẳng bắt được ai cả. Điều này khiến TV Man rất là tức giận đó. Đèn xanh. Chớp lấy thời cơ này, búp bê nhanh chóng lao nhanh về phía trước. Không được, mình phải ngăn cậu ta lại. Để xem cậu về đích thế nào được. Ôi trời, làm sao mà đi tiếp bây giờ? Bunny và nhện đỏ rất đắc ý khi thấy sự bối rối trên khuôn mặt búp bê. Nhưng đời không như là mơ. Búp bê khéo léo di chuyển trên những vật cản trên đường đi rồi tiến về phía trước. Sao làm khó được mình chứ? Sao có thể? Nhanh, đừng để cậu ta về đích trước. Không được.
đúng là tự mình hại mình mà. Pomni ngã sóng xoài trên đất do cái bẫy chính mình tạo ra. Đèn đó. Ôi, không biết lần này cả ba có vượt qua suôn sẻ không đây. Hai cậu đưa con bé kia ra ngoài đi. Vâng. Con. Vậy là Pomni đã nhận lấy hậu quả là bị loại khỏi trò chơi. Tiếp tục. Đèn xanh. Hả? Mình phải ngăn cậu ta lại. Đến đây nào. Nhện đỏ cũng đang nghĩ cách chơi xấu búp bê kia. Liệu kế hoạch của cậu ấy có thành công không đây? Mệt quá. Ôi không, bóng nước đâu mà ra nhiều thế này. Ôi, ôi, sao cậu ta có thể né được chứ? Mình phải gia tăng tốc độ thả bóng mới được. Ôi trời. Hờ, xem lần này cậu có tránh nổi không. À, có cách rồi. Bằng trí thông minh của mình, búp bê đã tránh được toàn bộ số bóng nước đang rơi xuống. Và người phải lãnh chọn lại là nhện đỏ. Đèn xanh. Ôi, bực thật, ướt hết rồi còn đâu. Hả? Và lần này người bị loại khỏi trò chơi là nhện đỏ. Hiện giờ chỉ còn lại mình búp bê. Liệu cô bé có thể vượt qua trò chơi này không đây? Ôi, sắp hết giờ rồi. Con. Ôi, cái đồng của mình chóng mặt quá. Trời ạ, bao cái con bé này ra cho tôi. Ai ui, nhóc con kia. Làm ơn tha cho em. Hả? Thật bất ngờ, cú ngã vô tình giúp búp bê thành công qua đích và cô bé đã trở thành người chiến thắng trò chơi này. Phần thưởng của bạn. Yeah! Xin chúc mừng. Cảm ơn các anh nhé. Cảm ơn. Tạm biệt. Hai cậu ơi, tớ thắng rồi, chúng mình cùng chơi nhé. Bọn tớ. Kìa, các cậu. Mình xin lỗi cậu nhé. Mình cũng xin lỗi cậu. Tớ không để bụng đâu, mình là bạn mà. Yeah! Mình đi chơi thôi. Hôm nay chính là lễ kỷ niệm ngày cưới của nhện đỏ và vợ của mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng lộng lẫy. Hai nhân vật chính đang rất háo hức chờ mong buổi lễ bắt đầu. Bố. Có chuyện gì vậy con? Bố, sắp đến giờ rồi ạ. Sao con không nói sớm? Mẹ. Đứng lại, đứng lại. Cảnh sát. Đứng lại. Hắn đâu rồi? May quá, Hắn. Nhà này trông có vẻ khá giả đấy. Tên trộm đã nhanh chóng lẻn vào căn nhà mà không có ai hay biết gì. Vòng cưới. Im đi. Mẹ ơi, mọi người đến rồi. Mẹ có ở trong đó không ạ? Mẹ ơi. Làm sao đây? Làm sao đây? Có. Ngay lập tức tên trộm lấy ra một lọ gì đó rồi cười nham hiểm. Thì ra đó chính là lọ thuốc biến hình. Sao mẹ lâu thế nhỉ? Mẹ đây. Wow, mẹ đẹp quá đi. Đi thôi. Mình cứ thấy có gì đó sai sai mà thôi. Chúc mừng nha. Cảm ơn bạn. Bên ngoài, khách mời đã đến ngày càng đông. Mời vào trong. Chúc mừng bạn nha. Cảm ơn. Hắn
trốn đâu rồi? Úi giời ạ, bốc mùi quá. Đứng im. Tôi chỉ kiểm tra thôi. Làm phiền rồi. Nếu mọi người gặp kẻ này, hãy báo ngay cho tôi nhé. Tạm biệt. Thôi, cả nhà tiếp tục đi. Ok. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra thì cô dâu đã đến. Mẹ, vào đi. Anh tặng em. Vợ ơi, hôm nay em thật đẹp. Em cảm ơn. Đẹp lắm. Những món đồ giá trị trên người các khách mời đã khiến cô dâu giả mạo nổi lên lòng tham. Cầm cho em. Cảm ơn anh đã đến chung vui cùng vợ chồng em. Không có gì. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Mượn cớ cảm ơn các khách mời, cô dâu giả mạo đã lén lấy đi những món đồ giá trị mà họ không hề hay biết. Chúc mừng, chúc mừng. Sao bụng quấy to vậy nhỉ? Mẹ, cái bé sao? Phải ra khỏi đây thôi. Em. Dạ. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Úi giời ạ, đâm lao phải theo lao thôi. À! Chuyện gì vậy? Cô dâu. À! Ngươi là ai? À! Trộm, bắt lấy hắn. Đứng im. Ngươi đừng hòng trốn thoát. Đầu hàng đi. Không ai được qua đây. Bình tĩnh đã. Cảnh ra ngay. Bình tĩnh. Không được làm hại con gái của ta. Cảnh sát, mau bắt hắn đi. Cảm ơn. Chúc mừng lễ kỷ niệm nha. Đi thôi. Tạm biệt anh cảnh sát. Yeah. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Yeah. Là con người, chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng không thể nào nghèo lòng nhân cách và đạo đức. Hãy hướng tới những điều tốt đẹp, đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất bản thân mình.